ra, rút rỗng vào thở ra, ngồi thẳng lưng vươn dài đỉnh đầu, hít sâu vào thở ra, hít sâu hít mũi thở miệng ra, hít sâu thở miệng ra, hà hơi kéo dài ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Hai tay đặt lên gối, hít sâu mở vai cong lồng ngực tới, thở ra cong lưng ra sau siết bụng nhìn rốn thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu vươn tay lên nghiêng phải thở ra. Hít sâu nghiêng trái thở ra. Lên hít sâu, thả tay thở ra, ngồi xoay lại, ngồi xếp tới đầu thẳng, hai chân co, hai tay song song lên, hít sâu cong lưng ra sau, xiết cơ bụng hạ từng đốt sống xuống, thở ra, hai tay lên, hai chân lên, duỗi căng mũi chân ra, hít sâu duỗi chân phải tay trái thở ra, duỗi căng ra xiết cơ lại trở về, sau thở ra, mũi thở miệng ra, hít sâu cảm nhận nhóm cơ đi nào, thở ra hít sâu thở ra, 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 hít sâu lên nào, hai chân giữ lại. Rồi, duỗi căng mũi chân và nâng đầu lên, nhịp xích cơ bụng là nhịp tay thở ra. Nâng đầu xích cơ bụng, nhịp tay thở. Thở Quan miệng ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Duỗi chân lên luôn. Thẳng chân lên, siết chắc cơ bụng lại thở. Duỗi mũi chân căng lên, căng lên, nhấn vào bụng nữa, thở ra, hạ đầu tay ôm gối vào, xoay phải trái thở ra, xoay mặt qua phải trái thở, hai chân co xuống. Rồi giữ chân phải và giữ căng mũi chân trái, giữ căng lên 90, xiết cơ bụng lại. Rồi khi xuống, căng gót chân đi xuống, thở ra, duỗi mũi chân đi lên, hít vào, căng gót đi xuống, thở ra, chắc cơ bụng vô tim nào, hít sâu duỗi lên, thở ra, gót chân xuống, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Rồi
xoay chân trái qua trái thì là đi lên, giữa căng mũi chân xoay qua lên, hít thở chắp chân phải lại lên, chắp đùi lại xoay ngược lại lên, cảm nhận chắp đùi trong, chắp mông, xiết cơ bụng, hít thở, hít thở sâu, hít thở sâu, duỗi lên, gót gối, hít vào, nâng đầu lên, tay phải ôm gối trái, tay trái ép cẳng chân sát vào, duỗi thẳng chân phải ra, rồi đổi thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, duỗi căng hai mũi chân, nâng đầu lên, xích cơ bụng lại, hít thở đều, co chân trái xuống, duỗi chân phải lên, giờ đổi chân, duỗi căng, căng gót xuống, hạ xuống cách sàn, thở ra, lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, rồi xoay đi nào, xoay. Giữ người lại, giữ ba đỉnh xương lại, chỉ có chân phải hoạt động thôi, toàn thân chắc lại, xoay ngược lại, thở miệng ra, thở ra, thở ra, co gối vào, tay trái ôm gối phải, tay phải cẳng chân, duỗi căng chân trái ra, nâng đầu lên, rồi đổi, đổi, xiết cơ bụng lại, đổi, 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 giờ co duỗi hai chân ra, hai tay qua đầu, co gối vào, duỗi, thở ra, hít vào, 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 nâng đầu lên, siết chắc lại, cao lên để giữ nào, rồi nhịp chân đi nào, đá chéo chân, siết cơ bụng, hít thở sâu, thở miệng ra, thở miệng ra, hạ đầu xuống, ôm chân, co gối lại, hai tay qua đầu, hãy vào, co chân hơi lại, nâng đầu lên, siết cơ bụng lên, thở ra, hãy vào, cong lưng ra phía sau, thở ra, hãy sau, siết cơ bụng đi lên, thở ra, cong lưng ra sau, siết cơ bụng, cong lưng xuống, thở ra, lên, hít sâu vào, xiết cơ bụng lên, thở ra, hít sâu, từ từ xuống, lên, thở ra, xiết bụng đi lên, hít sâu, thở ra, hít sâu lên, thở ra, hít sâu, thở ra, hạ tay xuống, giống các ngón tay hướng con người mình, hít vào,
Xiết bụng lên, tay chân là bốn góc vuông, thở ra. Chắc lại. Rồi, chắc chân trái và chân phải lên 90-90, xiết sau. Hạ xuống, rồi lên, hạ chân phải, chân trái dựa căng ra, hạ xuống, lên, hạ chân. Chân phải, hạ người, lên, hạ chân. Chân trái, lên, hạ xuống, lên, hạ chân. Chân phải xuống lên hạ chân, chân trái xuống lên hạ chân, chân phải xuống lên hạ chân, chân trái xuống lên hạ chân. Rồi giờ tập bắp tay, xích cái bụng lại, hạ lên hạ, tập trung vô bắp tay, chung tay ra phía sau, căng hai bắp tay lên xuống lên xuống sau xuống lên xuống sau xuống lên đẩy lên ra xuống phía sau vào, cong lưng ra phía sau, thở ra, chắp bụng lại, thở ra. Tiếp tục hai chân lên, duỗi căng mũi chân. Rồi hai mũi chân chạm nhau, mở đầu gối ra. Hơi co đầu gối mở ra. Hai tay đan sau gáy, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nâng đầu lên, xích cơ bụng thở. Hít vào, duỗi chân ra. Rồi kéo vào, thở ra. Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, co gối là mở đầu gối ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu vào, duỗi mũi chân nâng lên đi nào, nâng đầu cao lên, nhấn vào cơ bụng, xíu sau thở, hạ xuống 45 lên, hạ 45 xíu sau bụng lên, thở ra, hạ xuống 45 lên, xuống 45 lên, xuống 45 lên, 45, thở đi nào, hít thở lên 45, chậm thôi, chỉ cần chậm, gồng chắc bụng vào, cơ bụng thẳng gối. Rồi gập chéo khuỷu tay trái chạm gối phải, đổi đổi thở 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 đầu, tay ôm gối, thả lỏng nhịp gối đi nào, hít thở sâu lên, xiết cơ bụng lại, hít vào, ôm chân cong lưng lên, thở ra, ngồi lên, hít thở sâu, rồi chống mình lên, tay chân là bốn góc vuông, duỗi thẳng chân phải ra, rút lỗ ra, xiết cơ bụng lại, cột sống ở trung tính, gồng bụng xiết lên, nâng chân phải lên, chắc mông đùi lại, không bẩn thắt lưng. Rồi tiếp tục nào, lên, thẳng chắc hai chân ra, lên, lên, chắc ra, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên,
cảm nhận vô cơ mông, cơ bụng, cơ đùi. Rồi lên giữ lại nè, hít vào, chân tay cúi xuống, chân tay hạ xuống, thở lên hít vào, kéo gối chặn tay thở, hít sau, chân tay thở, hít sau, gối chặn tay thở, hít sau, 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 chắc cơ bụng, thở, hít sau, 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 thở, cố lên, hít sau, thở, hít sau, giữ. Rồi căng gót chân ra, căng gót chân, gót mũi chân hướng xuống, à, rút rốn lên, toàn thân giữ thẳng như nào, cột sống thẳng, chân thẳng với thân, nhịp lên, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hạ hai cẳng tay xuống, hít thở sâu vào, tiếp tục nào, rút rốn lên, cột sống thẳng, duỗi cổ, không gồng vai, không gồng cổ, rồi, chân phải lên, 90, 90, hít sâu, thở, hít vào, mở ra, thở, rồi lên, thở, hít vào, thở, hít vào, thở, kéo về, hít vào, thở, hít vào, thở, mở ra, xuống, đá lên, xuống, mở ra, xuống, lên, xuống, mở ra, xuống, lên, xuống, mở ra, xuống, lên, căng lên, rút rốn lên, xích chắp lại, rồi gấp mũi chân đi nào, căng gót nhịp lên, căng gót nhịp lên, rút rốn xích sau, hít thở nào, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, rồi tiếp tục nào, mở ra, duỗi mở, rồi lên, mở ra, lên, mở ra, lên, mở ra, rút rốn, lên, mở ra, duỗi mũi chân ra trên rồi, lên, mở ra, lên, mở ra, lên, nghe mỗi cơ đùi, mở ra, lên, mở ra, lên, co ngang cẳng tay trái lại, chống tay phải lên, rồi mở chân phải lên đi nào, mở lên, nghe tức mông lắm rồi, mỏi mông rồi, cố lên, xiết bụng vô, duỗi chân phải ra, ý sao, thở ra, kéo gối chạm tay phải, ý sao, thở ra, ý sao, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, giữ ra, rồi xoay vòng tròn đi nào, xiết sau bụng xoay, xoay nhỏ thôi, rút rốn lên, chắp chân vào, rồi xoay ngược lại, rút rốn xoay, giữ thân lại, hạ gối thu người về đi nào, thư giãn thở ra. Chống tay chân lên. Rồi đi bộ tại chỗ, đạp chân này co chân kia, thở lỏng thở ra, đi tay về chân, cuộn lưng, chung gối cuộn lưng đi lên, hai chân mở rộng bằng vai, thở ra, hít sâu vào,
thở ra tấm gói để lùi mông ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Giữ lại nhóm gót chân phải, rã gót chân trái, thở hít vào thở trái, xí sầu phải rút rốn lên, trái phải trái cảm nhận sau, phải trái vươn hai tay lên rút rốn nhịp, mắt nhìn xuống thế nào, nhịp rút rốn lên, cuộn xuống cột xuống, nhịp sau lên, thấy sau thở ra, thắt lưng cuộn xuống thở ra, đi tay ra trở về tay chân là bốn gót vuông. Giờ sẽ đổi chân, duỗi thẳng chân trái ra, duỗi căng người thẳng trên bọc mình thẳng như nào, rút rốn siết chắc lại, giữ cột sống lại, rồi hít vào thở hít thở hít thở, siết bụng lên thở hít thở hít thở hít thở hít thở hít thở, siết bụng hít thở, duỗi lên chung tay xuống thở hít vào, kéo gối chạm tay trái thở, siết sâu duỗi hít vào chung tay thở, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu kéo gối chạm tay, duỗi hạ lên kéo gối, duỗi hạ lên chắc người lại, kéo gối duỗi hạ lên kéo gối thở, 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 duỗi ra căng gót chân ra đi nào, mũi chân hướng xuống, nhịp lên siết sau thẳng gối ra, Trang ơi thẳng gối siết cơ bụng lên chắc người lại, 5, 4, 3, 2, 1. Hạ chân. Rồi hạ hai cẳng tay xuống như nào, nâng chân trái duỗi mũi chân nâng lên 90, 90. Rồi hạ và mở đầu gối trái ra. Hạ rồi duỗi lên 90, 90. Kéo gối siết bụng lại, mở gối trở về, nâng gối hạ gối mở gối trở về, nâng gối xí sau gót chân lại, hạ gối rồi mở gối trở về, nâng gối nhớ nâng lên 90, 90 nè, giữ thế nào, rút rốn giữ, rồi gót mũi chân căng gót đi nào, căng gót vẫn giữ ở 90, rút rốn lên xíu sau cơ bụng, nhịp lên nhịp 5 4 3 2 1, duỗi mũi chân ra hạ gối, rồi mở gối hạ gối và nâng gối, hạ gối mở gối hạ gối nâng gối, mở trở về, mở gối trở về, nâng gối trở về, mở gói trở về, nâng gói, hít thở đi nào, mở hạ nâng, mở trở về, mở hạ nâng hạ, mở Mở không nhịp em? nhịp nhịp siết bụng, nhịp nhịp mở lên, nhịp 5 4 3 2 1. Con ngang cẳng tay phải chống tay trái và duỗi chân trái ra đi nào,
Thế sao duỗi ra kéo gối chằm tay thở, thế sao gối chằm tay thở, thế sao thở ra, thế sao thở ra, thế sao thở ra, thế sao thở ra, thế sao duỗi ra, rồi nhịp lên xiết cơ bụng lại, nhịp chân lên duỗi căng xiết sâu cơ bụng, nhịp lên thở 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 ra, thở ra hạ gối thu người về thư giãn đi nào, hít thở sâu vào lôi mông cạnh gót, thở ra rồi cuộn người lên nằm xuống, tay chống đỡ đầu, hai chân chồng lên nhau, siết chặt cơ bụng vô, duỗi mũi chân hít vào kéo gối lên, rồi duỗi lên thở căng gót đi xuống, duỗi chân hít vào kéo lên thở duỗi lên căng gót đi xuống, xíu sau bụng lại lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Chị Bình nay chỉnh cái cam lỗi xuống sàn nhiều ghê ạ. À? Lên xuống duỗi chân đá lên, rồi kéo gót xuống, duỗi chân lên 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 rồi co gối lại chống chân xuống, chống nhóm chân xuống, rồi hít vào duỗi căng cái chân dưới ra và xiết bụng nâng lên thở, hít vào thở duỗi căng lên duỗi lên xiết cơ bụng vô lên 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 rồi căng gót chân đi nào và lên 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 xiết sau lên xiết bụng vô lên 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 tiếp tục lên, mỗi đùi xiết lại càng mỏi càng xiết lại, thở miệng ra nâng lên duỗi mũi chân hạ xuống, duỗi hai mũi chân co gối lại hít vào nâng người lên chống tay, hít vào vươn lên thở ra xuống, hít sâu lên thở ra, hít sâu lên thở ra, hít sâu duỗi chân ra luôn lên thở ra, hít sâu lên thở ra, hít sâu lên thở ra, giữ lại xoay người lại thẳng người siết chặt, đẩy cao hông lên thở, hít vào kéo gối phải chạm tay phải thở, hít vào kéo gối trái chạm tay trái thở, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào
thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, giữ thẳng lồng, thẳng hơi, siết phần bụng lại, kéo gối phải, chạm tay phải, trái chạm tay trái, tiếp tục nào, siết sau bụng, thở phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, hạ xuống, rồi đổi bên. Co tay xuống chống đỡ đầu, toàn thân giữ thẳng, xíu sau cơ bụng lại, hãy vào, kéo gối lên, thở ra, duỗi lên, căng gót đi xuống, lên, duỗi lên, căng gót xuống, lên, lên, căng gót xuống, lên, lên, căng gót xuống, xíu sau cơ bụng vào, lên, lên, thở xuống, xíu sau, lên, lên, xuống, lên, lên, xuống, lên, lên, xuống, duỗi chân lên, căng gót 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 xuống, chắp chân vào, duỗi lên, thở lên xuống, rồi co gối vào, duỗi mũi chân chống xuống, thở ra, duỗi chân hít vào, nâng chân dưới lên xuống, hít lên, thở xuống, hít lên xuống, 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 lên, căng gót chân ra, căng gót nhịp, căng gót và nhịp chất cơ đùi lại, thở, 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 xí sau, thở, 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 hạ xuống, co hai gối lại, rồi lên chống tay, thở hết hơi ra, hít sâu vào, căng lên, thở ra, hít sâu, lên, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, duỗi hai chân ra, thở ra, hít sâu, thở ra, xiết người lại, hít sâu, thở ra, rồi xoay người qua, đẩy cao mông lên, đẩy tới, kéo gối phải, chạm tay phải, đẩy cao mông lên, kéo gối trái, chạm tay trái, trở về, thở ra, trở về, thở, 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 rồi chưa người tới đi nào, thẳng người, kéo gối phải, chạm tay trái, đợi, 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 giữ mũi chân, đợi, 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 đợi,
Rồi xuống. Ngồi lên. Rồi ngồi xích tới luôn. Ngồi xích tới đầu thẳng. Hai chân co hít sâu vào. Cuộn từng rốt sóng ra sau. Thở ra. Vươn tay lên hít sâu. Năm chân phải 45 độ duỗi căng siết cơ bụng lại. Thở. Hít vào siết cơ bụng. Cuộn từng rốt sóng đi lên. Thở. Rồi đổi chân. Cong ra sau. Hãy vào. Lên. Siết cơ bụng thở. Đổi chân. Cong ra sau. Hãy vào. Siết cơ bụng lên. Thở. Cố lên. Rồi đổi chân. Duỗi căng lên. Cong lưng ra sau. Giữ hai chân 45 độ duỗi lên. Xíu sâu vào đi lên. Lên nào. Lại cong ra sau. Lên. Ra sau. Không nổi thì tay bắn vô đùi đi lên. Lên. Ra sau. Chấp người lại. Lên ra sao lên tay chống ra sao hạ hai cẳng tay xuống duỗi căng mũi chân xiết sau cơ bụng lại xiết sau bụng thở xoay tròn xiết bụng xoay tròn xoay ngược lại thở miệng ra thở miệng ra lên co gối vào ngã đầu gối ra hít vào thẳng lưng lên gập xuống trước thở ra gập xuống thở lên hít sâu vào hét gói lại rồi duỗi căng hai mũi chân luồn hai tay vào mở đầu gói ra luồn tay vào bên trong đỡ hai mũi chân thẳng lưng lên xích cơ bụng lại thở ra thẳng lưng lên nâng chân lên nâng lên rồi lăn lưng ra sau lên ra sau lên ra sau lên ra sau lên chân không chạm sàn ra sau lên ra sau lên xiết bụng vô ra sau lên ra sau lên ra sau lên rồi duỗi chân lên hai tay nắm chân duỗi căng lên duỗi mũi chân lên xiết sau cơ bụng lại thở ra bắt chân ra lăn lên ra sao lên ra sao lên ra sao lên ra sao lên xích bụng nhỏ ra sao lên rồi hai tay song song xiết cơ bụng lại nào xiết sau bụng thở co gối chân xuống
duỗi chân thẳng ra, vươn tay lên hít sâu, trường tới gập xuống thở ra, rồi kéo mũi bàn chân đứng lên, mũi chân hướng lên phía đầu, thẳng gối căng gót ra, thẳng gối căng gót, thở ra, ép xuống thở ra, ép xuống thở ra, lên hít sâu, từ từ cong lưng ra phía sau thở ra. Có hai gối lạc, hai chân mở rộng bằng vai, thở hết hơi ra, hít vào, xiết cơ bụng nâng hông lên, hai tay đang chắc lại đặt ở dưới, kéo căng đặt xuống và nâng hông lên, siết chắc cơ bụng, thở ra đi nào, hít thở đều, hít thở đều, hít thở đều, hãy vào nâng, di chuyển chân trái vào giữa và nâng chân phải lên giữa căng, siết sau 90 90 xuống chạm sàn, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên ba lần nữa, xuống, lên siết chắc nâng mông lên, xuống, lên lần nữa, xuống, lên hạ xuống, gấp cẳng chân lại nha, duỗi căng mũi chân nha, nâng hông lên rồi đổi chân trái lên nè, 90 90 nè, xíu sau nè, rồi hạ mũi chân xuống, lên xuống, lên xuống, lên xiết bụng vô, xuống, lên 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 lần nữa, xuống, lên xuống, mở tay ra, dang tay hít vào, ngã hai gối qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Hít vào, đổi bên, thở ra. Trở về, từ từ ngồi lên nào, ôm gối mà ngồi lên, đứng lên luôn, hai chân mở rộng bằng vai, hai bàn chân song song, rút rốn vào, vươn dài đỉnh đầu, tay ra sau, thở ra đi nè, hít vào, tổng gối vươn tay thở, hít sau thở, nhịp số 1 2 3 lên hít sau thở ra, lên nhẫm gót xuống nhẫm gót, lên nhẫm gót xuống 1 2 3 lên nhẫm gót xuống 1 2 3 lên 1 hai ba lên, một 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 hai ba lên, xuống, rồi tay chắp trước ngực, để lùi mông ra phía sau, không lên gót đầu gối nha, lực dồn xuống gót chân và nhịp xuống đi nào, nhịp xuống siết cơ bụng, thở một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín
mười lên, hít vào vươn tay lên, trụ chắc vào chân trái duỗi mũi chân phải ra thở, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít vào kéo gối trái lên tay trái xuống, gạt kéo gối phải tay phải xuống, thở ra. Tiếp tục nào, tiếp tục thở, bốn năm sáu bảy tám, xí sau chín mười, rồi giữ và đá chân, đá lên, một hai ba bốn năm, xíp bụng vô, sáu bảy tám chín mười, đợi, hít vào thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu chân lên tay xuống, hai ba bốn, không có nghiêng người theo, năm chắc người lại, sáu bảy xíu sau, tám chín mười, giữ và đá chân lên, mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một, xuống. Rồi, vịn tay vô vách, vô cái gì đi? Tập mông, hai chân mở rộng hơn vai một chút và mở mũi chân ra. Hai tay vịn vô vách, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, đẩy lùi mông mình ra phía sau. Đẩy lùi ra sau. Rồi, tổng gối xuống, xiết cơ bụng lại, thở ra. Xíu sau cơ bụng thở nhịp mông xuống đi nào. Thở ra. Nhịp xuống thở ra. Rút rốn lên, xiết cơ bụng thở ra. Nhịp xuống thở ra. Nhịp xuống thở ra, ép xuống. Được thì buông tay ra luôn. Buông tay ra, ép xuống thở. Một, hai, ba, bốn năm sáu bảy tám chín mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30. Đi lên, hít mũi thở miệng ra, hít mũi thở miệng ra, hít mũi thở miệng, tiếp tục nào, lần này chân chân của mình rộng bằng vai, hai bàn chân song song, hít vào đẩy lùi hông ra, rồi nhón gót chân lên, ép mông xuống, nhón gót chân, thở khép chậm đi nào, tập cái phần mông hai bên mình bị mớ, tách chậm liên tục, xiết cơ bụng lại, thở ra. Rút rốn vô, cảm nhận căng cơ mông ra. Tiếp tục nào. Tách chậm, tách chậm, tách chậm, tách chậm liên tục lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, 15, nhắm mắt lên, 16, 17, 18, 19,
20 lên. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Vươn tay lên, hít sâu, thở ra. Cuộn từng đốt sóng chung gối xuống. Rồi tay lên, hít sâu, thở ra, cuộn xuống. Tay lên, cuộn lên, thở ra, cuộn lên, cuộn lưng xuống và cuộn lưng lên, cuộn lưng xuống, cuộn lưng lên, cuộn lưng xuống, cuộn lưng lên, thả lỏng ra, hít thở sâu vào, ngồi xuống, giãn cơ đi nào, vươn tay lên, hít sâu, nghiêng qua phải, thở ra. Hít mũi thở miệng ra. Lên hít sâu vào. Nghiêng qua trái thở ra. Lên hít sâu vào. Hai tay đang ra sau lưng, thẳng tay căng vai mở ngực, ngửa cổ hít sâu vào và thở ra, hít sâu thở ra, mở vai căng lồng ngực lên, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Hít sâu, rồi tới cuối xuống, bật tay lên, thở ra. Lên hít sâu vào. Tay đặt lên gối, thở đi nào. Xoay. Thả lỏng, xoay, hít thở sâu. Xoay ngược lại. Xí sau cơ bụng. Duỗi chân ra, thả lỏng ra. Rồi. Mệt không cả nhà? Nay bài cũng không nặng lắm. Bài vừa cho Trang tập. Đấy Tập vừa mà. Có đuối không? tờ gì? Trang. Mong đuối Trang. không? Trang. Vậy em thấy cái đoạn mà gồng cơ bụng lên cả hai chân là không gồng nổi thôi. Từ từ cơ lõi chắc lên. Không nghĩ sao mà không gồng nổi.